trở lại Nghệ An sau khi có những trải nghiệm tuyệt vời trên sông Răng và tham quan bản làng của bà con Đan Lai. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với huyện Quỳ Hợp. Đây là một nơi có phong cảnh được thiên nhiên ưu đãi, có sông, có suối, có thác, có gành, có rừng núi và nhiều hang động đẹp kỳ vĩ còn hoang sơ. Thật may mắn, tôi đã có những người bạn bản xứ rất tuyệt vời để đồng hành và giới thiệu về quê hương Quỳ Hợp của họ cho khán giả gần xa. Nào, mời các bạn chúng ta sẽ cùng lên đường để tham gia vào trải nghiệm thú vị ở hang Bản Vực và Thác Tiên. Coming Việt Nam. Xin chào các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại để tiếp tục theo dõi chương trình. Và bây giờ thì chúng tôi đang đi vào trong hang Bản Vực. Đây là lần đầu tiên mình đến đây, chính vì thế mà mình rất cần những người bạn đồng hành. Và xin được giới thiệu một người bạn đồng hành của tôi. Đây, chính là bạn Chi ạ. Bạn Chi thì là người Nghệ An và người bản địa đây. Hiện nay thì đang làm việc ở phòng văn hóa của huyện, nên chính vì thế mà sẽ có rất nhiều những cái thông tin thú vị để gửi đến tất cả các bạn trong cái hành trình ngày hôm nay. Chi có hay đi vào trong này không? Em có ạ. Bởi vì là địa bàn này là địa bàn có khu du lịch cộng đồng và có cái... Khu du lịch cộng đồng à? Có khu du lịch cộng đồng. Cho anh hỏi cái nét văn hóa với phong tục tập quán của những người dân ở đây thì là như thế nào nhỉ? Ở đây là chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái anh ạ. Người đồng bào dân tộc Thái, thế Chi là người Thái hay là... Không ạ, em là người Kính ạ. Vâng ạ. Thế mà đây anh có thấy em nói chuyện với cả mọi người kia bằng ngôn ngữ gì đấy? Mà em nói bằng tiếng Thái ạ. Ồ, vâng. Tức là em nói được cả tiếng Thái? Em nói được cả tiếng Thái lẫn tiếng Thổ đấy ạ. Cả tiếng Thổ luôn? Vâng. Các bạn thấy đi vào trong này đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Huyện Quỳ Hợp quả thật là một nơi mà du khách không thể bỏ qua nếu đã đặt chân đến với Nghệ An. Quỳ Hợp được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hàng loạt những đặc ân như khoáng sản này, núi đồi, hệ thống sinh vật cực kỳ phong phú cùng với cảnh sắc rất hùng vĩ và nên thơ. Điều này đã giúp cho Quỳ Hợp có được tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đây là những du khách mà đang đi chung một chí hướng với mình đây. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người vào trong hang và đây rồi. Đây, dụng cụ đi hang của mình đây. Vì là cái hang này nhỏ nên là mình chỉ cần mang một cái đèn pin nhỏ như thế này vào thôi. Mời các bạn vào trong hang Bản Vực nhé. Hang Bản Vực ở xã Châu Lý của huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An. Ở đây thì mình đã nhìn thấy có một cái thang tre. Như vậy là chúng ta sẽ phải đi xuống dưới và không biết là chiều sâu của nó như thế nào. Như các bạn thấy rằng là chương trình mình đã di chuyển đi lại trong hang rất là nhiều lần rồi. Phải nói rằng mình đã đi hàng trăm các cái hang động khác nhau rồi. Thì đây có lẽ là một cái cách xuống nó dễ dàng nhất so với tất cả các cái hang mà mình đã từng xuống. Các cái hang trước khác là mình đều phải thả dây đu người xuống. Còn cái thang này thì, cái hang này thì đã có cầu thang như này, chứng tỏ là phát triển du lịch cũng rất là tốt đây. Và trong này hệ thống hang rất là đẹp, nhưng mà mình rất tiếc là có những người viết vẽ lên những cái thạch nhũ như thế này. Thực sự đây là những cái không nên một tí nào. Nếu như mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta chỉ để lại mang về những cái tấm hình thôi, tấm ảnh thôi, để lại dấu chân chứ đừng có viết vẽ lên thạch nhũ này. Nó ảnh hưởng đến sự phát triển của hang động tự nhiên. Ồ, đây có các bạn trẻ và thậm chí là đã qua tuổi trẻ. Đấy, bây giờ mình lại đi lên phía bên trên của hang như thế này. Wow. Đấy, bây giờ mình sẽ phải lách người qua cái khe hẹp như thế này. Trời ơi. Ôi, thực sự là khó khăn.
bởi vì là mình còn vướng cả ba lô túi sách nữa nên là rất là khó. Đấy, ok, qua rồi. Đấy, các bạn thấy rằng là vào trong này là nó được mở rộng ra cả một cái không gian rất là lớn. Bác tên là gì nhỉ? Vương Văn Phiết. Bác Phiết à? Bác ơi, thế ở đây cái hang này thì là đã được phát hiện từ bao giờ rồi? À, cái hang này ạ, phát hiện từ thế kỷ 17. Từ thế kỷ 17 rồi ạ, vâng. À, trước đây là có một lão nông trong lúc đi rừng tìm ong lấy mật. Thì đến gần cửa hang thì tự nhiên nghe cái mùi, có cái mùi thối. Sau là lão này xuống lần mò xuống thấy một con gấu to chết dưới hang ấy. Một con gấu ạ? Một con gấu to. Và sau đó là về là hô hào về thanh niên trong làng đến xem. Lúc đó là mới phát hiện ra chỗ này là có cái hang. Có cái hang. Thế rồi là qua thời gian thì bà con ở đây cũng không quan tâm lắm về các phong cảnh, các cảnh đẹp. Dân cư ở đây chủ yếu là sinh sống bằng săn bắt và hải lượm. Vâng ạ. Rồi là đến giai đoạn là giặc Mỹ đánh phá miền Bắc là bà con ở đây là hay trốn vào đây là tránh bom Mỹ. Mãi đến năm 70-71 thì đoàn thanh niên xã Châu Lý có vào đây lấy phân rơi về làm phân rơi về bón ruộng tốt lắm. Thế lại càng phát hiện ra là ở trong này ô nó đẹp như thế đúng không ạ? Vâng. Đây bạn Chi thì đang nói rằng là ở đây thì có một cái ngách xuống nhưng đây là một cái vực sâu. Nó có thể đi xuyên qua cái đôi kéo ở bên kia nữa. Đấy ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Ở cái ngõ vào của nó thì hẹp nhưng mà phía trong thì nó đủ cái đường này nó đây hả? Cho một người đi vâng ạ. Đây là một cái khe nhỏ. Và cái khe này rất là nhỏ luôn. Đi xuyên hang luôn. Bởi vì ở đây là một cái khe nhỏ hẹp và có độ sâu và khá là nguy hiểm, cần các cái thiết bị bảo hộ an toàn. Còn ngày hôm nay mình chỉ đang đi chơi thôi, mình không mang theo những cái thiết bị bảo hộ đó nên là mình sẽ bỏ qua cái khu vực này. Nhưng mà cũng đó cũng chính là một cái lời hẹn để quay trở lại với cả hang bản vực này vào một cái thời gian sớm nhất cùng với cả anh em câu lạc bộ Hang động Hà Nội và Vietnam Expedition nha các bạn nhé. Đây ôi, các cái dòng xuống đẹp quá này. Mình vẫn nói đây là kem ốc quế của hang động này. Các bạn thấy không? Mang theo silicat rất óng ánh, rất là đẹp. Được bao phủ xung quanh. Đấy, khoảng độ tầm vài triệu năm sau thì cái cột đá này nó sẽ được nối lên trên trần. Đấy. Đây có một loạt các cái dấu vết của các cái nhỏ giọt đây, phát triển của hang động. Đây. Mang theo silicat và các cái khoáng chất khác nó tạo ra những cái màu sắc rất là bắt mắt. Đây là cái điều hấp dẫn ở trong tất cả các hang động. Đấy, cái cột vẫn đấy mình nói 1 triệu năm thì các cái cột này nó khoảng độ tầm 20 triệu năm nữa thì nó sẽ tạo thành một cái khối đá khổng lồ và cao lên. Đấy, rất là tuyệt vời. Hy vọng là chương trình này chúng ta sẽ tồn tại được 20 triệu năm nữa để chúng ta nhìn thấy cái cột này phát triển. À, trông giống như là một cái anten chảo. Vâng, giống một cái anten chảo. Anh Trung đi cùng mình vừa phát hiện ra đây chính là giống hệt như hình một cái anten phát sóng. Đây cũng rất là thú vị, xin được giới thiệu các bạn là rất là duyên luôn. Mình hôm nay mình đang gặp gỡ anh Trung, đang là phó bí thư thường trực của huyện ủy Quỳ Hợp ở Nghệ An, đồng thời là anh là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đúng không ạ? Anh Trung ơi, thế nhân tiện là đang vào đây luôn thì em muốn hỏi là anh có cái định hướng gì cho việc phát triển du lịch địa phương ở Quỳ Hợp? Những năm gần đây thì các ủy chính quyền địa phương rất quan tâm đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc và qua đó để đẩy các cái chương trình như du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, khám phả các cái danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Vâng, và bên cạnh đó thì mình cũng về mặt quản lý nhà nước thì mình cũng hỗ trợ để cho bà con phát triển một cách bền vững, ví dụ đúng như rồi. Là bảo tồn, duy tu rồi là giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh đúng không ạ? Đúng rồi.
Vâng, em cảm ơn anh. Thế hôm nay cơ duyên quá lại đi, lại có cả anh Trung đi cùng này thì quá tuyệt vời. Thế nên là cũng là một cách để mà chúng ta thấy rằng là lãnh đạo ở địa phương thì không phải là cứ ngồi bàn giấy để mà ra những cái quyết định đâu, mà đây là những cái chuyến đi thực tế, và từ những chuyến đi thực tế này mới có được những cái quyết sách nó đúng đắn để có thể hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cho bà con địa phương, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi nghĩ rằng đây là một cái hình thức rất là tuyệt vời, rất đáng khích lệ, đặc biệt là của lãnh đạo của các cấp địa phương. Ở trong hang này thì mình càng đi mình càng thấy có nhiều điều thích thú. Nó có rất nhiều những cái ngách nhỏ mà không biết là nó sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu. Đấy, đây này. Mình lấy ví dụ như đây là một cái hốc này mà đi chui vào trong này là rất sâu này, và cũng chưa biết được như nào, nhưng mà thực sự là một người là không lọt. Đấy, bạn Chi đúng là thấy chưa? Chi là có căn đi soi mói ngóc ngách mà. Là Chi lại phát hiện ra một cái ngách nữa rồi. Thực sự là trong này bây giờ là chưa được phát triển về du lịch đông đâu. Nhưng mà đây hoàn toàn chúng ta có thể chui vào được, chui đi vào sâu bên trong, nhưng mà lại cụt mất rồi. Đây ngõ trên và ngõ dưới này, ngõ dưới này có bước có đấy. Bạn ấy từ nãy đến giờ là đi cứ soi các cái ngách xong rồi bảo anh ơi đây chỗ này có cái này, anh ơi chỗ này có cái kia. Đấy, rất thú vị. Tức là đi hai cái thế này phải có thời gian lại. Đúng rồi, có rất nhiều thời gian mình phải nghiên cứu tìm hiểu. Và nếu có điều kiện được thì chúng ta phải vào tất cả các cái ngóc ngách để xem biết đâu đấy ở trong đấy nó lại có những cái phát hiện thú vị. Anh lấy ví dụ như là dấu tích của người tiền sử chẳng hạn thì sao? Nó cũng sẽ tạo ra những cái giá trị về văn hóa, về tâm linh, về cả truyền thông cho địa phương nữa. Bức tường ấy ạ, bức tường Việt Nam ấy ạ. Nó ra xuống nó tạo ra cái nẻ giống như kiểu dấu trừ ấy. À. Đấy. À, có chữ tôi đúng không? Đấy, dầm tôi này. Tôi, đúng rồi. Vâng. Tôi ai này? Vâng, tôi. Vâng. Đúng rồi, anh Trung phát hiện rất là chuẩn đấy. Giống như là một cái nét chữ được khắc lên trên bờ đá. Và bởi thiên nhiên. À, đấy, có chữ tôi, các bạn nhìn thấy không? Có giống chữ tôi không? Đấy, ở vết đèn đấy. À. À, đây có một cái con dốc trôi xuống dưới. Ồ, giống như là đây là có một cái con suối khổng lồ mà chảy ra, đưa chúng ta ra phía bên ngoài kia vậy. Hôm nay vui quá bởi vì có rất là đông các anh chị em người địa phương ở đây. Cũng đang đi trải nghiệm ở trong hang bản vực như thế này. Đấy, mình rất là mong rằng là sẽ có những cái đoàn như thế này để đến với địa phương này để có thể phát triển được du lịch cũng như là kinh tế cho bà con ở đây. Trong này chứa nhiều kim cương quá. Rất nhiều kim cương óng ánh này. Ở đây thì mọi người có thêm một cái lối đi này nữa. Di chuyển vào trong này thì hẹp lắm, chỉ vừa được cho một người đi thôi. Và phải đi ngang người nên là mình sẽ khá là khéo léo để đi vào. Chân. Đấy, các bạn nhìn thấy hình ảnh này là chỉ có vừa một thân người mình đi vào đây thôi. Rất thú vị. Thực sự là không dành cho những ai mà sợ những cái sợ độ sâu này, chiều cao này, hay là không gian hẹp. Có rất nhiều người có cái hội chứng không gian hẹp. Ví dụ mình cũng có một cái hội chứng đấy. Nhưng mà mình thích đi vào chỗ này để mình xóa tan đi những cái nỗi sợ hãi đấy của cá nhân bản thân mình thôi. Ồ, còn đến đây thì là khó khăn hơn rất là nhiều rồi. Mình có cái cảm giác được quay trở lại với những cái hệ thống địa đạo ở Vĩnh Linh, Quảng Trị này. Đến đây thì mình phải chui lách qua. Đi bằng cả đầu gối này, phải quỳ xuống thì mới có thể đi qua được cái khe này, bởi vì là chiều cao của nó chỉ khoảng độ tầm 1 mét. Ôi, và phía trước đây thì nó còn hẹp hơn rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn này, đây, phía trước đây này nó còn hẹp hơn rất là nhiều. May quá mình chưa đủ độ béo để không lọt. Chứ không là mình sẽ không lọt qua được những cái chỗ này. Xin nhắc lại là
chuyên dành cho người mập. Rồi, ra đây thì thoáng đãng hơn nhiều rồi. À, có ánh sáng hình như là cửa hang thì phải. Đây là cửa, một cái cửa nhỏ. Ra đây là mình đã hít thở được cái bầu không khí ở bên ngoài hang rồi. À, đây là cây chè hoa vàng ạ. Cây chè hoa vàng này uống nó như nào ạ? Nó có bổ âm, bổ dương, bổ trên, bổ dưới, bổ ngang, bổ dọc nào? Tôi cũng không nắm được, nhưng mà chè hoa vàng hiện tại bây giờ đang đắt, đắt nhất. Đắt ạ. Ví dụ một cân chè hoa vàng hoa hẳn khô là 2 triệu. Bây giờ là khách đang săn. À, đây là cây đặc sản của vùng. Thôi mình đừng cho người ta biết ở đây mình có nhé. Cái cây này nhá. Ông nói thôi, đây là nó là dạng đặc sản rồi, đúng không ạ? Đặc sản rất là quý hiếm ở địa phương mình. Có lẽ cái cây này nó đắt là cũng bởi vì là thứ nhất là nó mọc ở những cái nơi rất là hoang sơ, rất là treo leo hiểm trở như thế này, mà hoàn toàn tự nhiên. Chứ nếu như mà dễ dàng trồng trọt thì nó lại giá trị kinh tế của nó đã thấp. Nhưng mà hy vọng là cái cây này nó sẽ có ở đây rất lâu và nó phát triển sinh sôi ra cả một rừng chè hoa vàng này để cho bà con địa phương ở đây có thể thay đổi, phát triển, cải thiện về đời sống của mình được. Hy vọng là như thế. Lối xuống ở đây thì cực kỳ là nguy hiểm bởi vì là dốc và không có đường. Vì thế mà cả đoàn lại quyết định là quay trở lại hang. Trong đó có gì đấy? Nghe bạn Chi Ngọc Ách, mình đặt biệt danh cho bạn Chi là Chi Ngọc Ách. Bạn ấy đã phát hiện ra ở trong này có thêm một cái khe hẹp và có thể có cái lối để đi lên. Nhưng mà mình đã phải bỏ lại ba lô bởi vì chỗ này là chỉ vừa đúng một cái thân hình mong manh của mình vượt qua đây thôi. Thực sự là hẹp. Có vẻ như anh không lọt qua đây chị ạ, bởi vì chỗ này nó dành cho người 62 cân và anh thì 63 nên không qua được cái khe này rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nghề chơi thì cũng lắm công phu. Đấy, mình đã phải lách qua theo đúng cái chiều uốn éo của cái khe này. Đấy. À, ở đây có một cái giống như là bậc thang để đưa mình lên, gọi là lên cổng trời đấy. Nhưng mà tiếc là ở cổng trời này hiện nay đang tạm khóa lại, chắc là có khả năng là đợi đến một thời gian nào đấy mới được mở. Ô, các bạn ơi, mình phát hiện ra đây có vỏ giống như vỏ ốc, vỏ trứng. Mình đã không biết là vỏ trứng của cái con gì đây. Nhiều cực kỳ. Mà kết dính. Đây, rất nhiều vỏ trứng. Đây, mình để cái ngón tay để các bạn dễ hình dung. Đấy. Đây, nó sẽ khoảng 1 cm thôi, rất nhiều. Sao nó lại có thể bám kết dính ở trên vách và thậm chí là ở trên trần? Và nở luôn ở đây, chứng tỏ kể cả cái con nó nở ra thì nó cũng bám lại luôn chứ nó không rơi thẳng xuống bên dưới. Không biết đây có phải là một hóa thạch của một bộ xương của một cái con bò sát gì không? Nhưng mà giống hệt những cái đốt xương này. Đấy, giống hệt như hóa thạch của một cái con bò sát gì đấy. Không biết có đúng không? Như đi tập quân sự vậy. Đấy, cái giọt này giống như cả một cái mỏ vàng không? Đấy. Đấy. Tất cả cái khu bên trên tường trên này. Đây đã. Đấy. Mình đang không rõ nó là cái gì nhưng mà nó thực sự rất là hấp dẫn. Và khi mà nó nhiều chi chít ở trên trần hang này thì nó tạo ra một cái mảng giống như là chúng ta kiểu mạ vàng cái chân của cái hang bản vực này vậy. Đấy, khi mà đi hang động mà chúng ta mải nhìn đường, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần ngửa mặt lên, chúng ta nhìn lên trên chân thôi,
thì chúng ta nhìn thấy cái hệ thống thạch nhũ nó chảy dài từ trên đỉnh, trên nóc trần của hang xuống. Nó đẹp lắm các bạn ạ, nó long lanh óng ánh luôn, thú vị thật sự. Đấy, còn mình nói rằng là ở đây này, đan xen vào đây giữa bạc thì có cả mỏ vàng này. Không biết là cái màu vàng này là nhỏ li ti như những cái tinh thể vàng vậy. Này, chị em đang làm gì ở đây đấy? Cát à? Cát nhưng mà đẹp này. À, không, đây là, đây chính là đất. Đất là đất thôi. Xong rồi cái lớp đất này nó được, nó ẩm mà. Xong rồi nước ấy, nó vào đây nó làm xô đẩy các cái viên đất này. Thế đâm ra là khi các cái viên đất này nó va vào với nhau, nó mài mòn đi, nó lại để lại các cái hình tròn như này. Cái này nếu như mà để lâu đời, lâu năm ra ấy, thì nó sẽ được tạo ra giống như là người ta gọi là ngọc động. Tức là các cái viên ngọc ở trong động ấy. Đấy. Nói thật sự bạn là tôi không biết là bạn nào tên là Ngân, nhưng mà theo tôi thì nên xem lại cái anh người yêu này nhá. Tự dưng lại viết lên trên trần hang của người ta đẹp như thế này, cái hang người ta thiên nhiên, người ta ưu đãi thế này, viết lên đây là yêu em Ngân. Yêu đương gì mà lại đi viết vào trần hang của người ta thế này. Đấy nhá, cô Ngân nhá, cô xem lại anh người yêu này đi nhá. Rồi, cuối cùng thì sau nhiều giờ đồng hồ đã đi lại cửa hang, chúng ta sẽ đến với một cái điểm tiếp theo. Tôi nghĩ là sẽ rất là thú vị. Các bạn đừng rời xa màn hình, chương trình chúng ta còn rất dài và rất nhiều điều hấp dẫn. Để bây giờ thì tôi đã di chuyển sang một cái địa điểm khác. Ở đây thì rất là đẹp. Đây các bạn nhìn phong cảnh rất yên bình. Đẹp quá. Rất yên bình luôn. Tôi được các anh chị em trong đoàn mọi người đang giới thiệu là đi vào trong này thì có một con thác rất là đẹp. Khả năng là có rất nhiều người đã biết con thác này rồi, nhưng mà cũng rất nhiều người chưa biết con thác này. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nhé. Con vang nông dân thì đang... Vâng. Đang làm ruộng ở nhà đây. Họ hàng ngày cày cấy ở cái khu ruộng này, mà chúng ta chỉ cần ngắm rừng, ngắm núi ở đây thôi là đã cảm thấy yêu cái công việc của mình rồi. Công nhận là đi lên trên khu vực miền núi của Nghệ An này, thời tiết nó thay đổi khá là nhanh. Lúc thì mưa, lúc thì nắng. Bây giờ khô ráo thì lại lạnh các bạn ạ. Lạnh thật sự luôn. Kỳ lạ thật. Đây rồi, đã có những chiếc xe của anh em thanh niên đồng bào dân tộc Thái ở khu vực này đã ra đây để đón chúng tôi, đưa chúng tôi vào trong cái khu vực khác. Quá hay luôn. Đấy, đi này mới thấy rằng là mọi người ở đây toàn tay lái lụa đấy. Thác Tiên có độ cao khoảng 500m so với mực nước biển, trải dài khoảng 300m đủ từ trên cao xuống thành 7 tầng thác nhỏ, lớn khác nhau như các bạn đang thấy từ trên cao đây. Được biết là khí hậu ở đây thì mát mẻ quanh năm, cây cối xanh tươi, cùng với núi non hùng vĩ bao quanh dòng thác. Thác Tiên vào mùa nước chắc chắn sẽ được ví như những mảnh lụa trắng vắt ngang qua cảnh núi rừng, hòa cùng với tiếng chim hót và tiếng gió du dương đã tạo nên cho Thác Tiên một vẻ đẹp tựa như chốn tiên cảnh. Như một bản nhạc hay khiến cho ai đến cũng chẳng muốn rời xa. À, anh em chúng tôi đã đến cái điểm mà tập kết đây rồi. Đấy, và bây giờ thì anh em thanh niên thì đang đi kiếm củi về để chuẩn bị làm một nội dung, đó là nướng thịt.
đi cả ngày bây giờ là cũng đói lắm rồi. Chúng ta cần phải dừng chân nghỉ ngơi. Ô, anh em mình chặt để mình đun à? Rồi, chặt để làm cái ống lam. Làm, à làm ống lam á? Là làm ống lam mà... Lam lươn, lam cá. À, làm cơm lam ấy hả? Bỏ gạo nếp vào đấy để làm cơm. Ồ. Mình đã có nhiều lần tự làm như vậy rồi. Mình đi chặt các cái ống tre ở trên rừng, nhớ là ở trong Tây Nguyên đúng không? Nếu như các bạn nào chưa xem thì hãy xem một cái chuyến trải nghiệm của mình ở trong Tà Đùng ở rừng ở Đắk Nông. Ở đó thì mình cũng đã tự tay mình làm cơm lam, nó hơi bị cháy một tí nhưng mà ăn vẫn ngon, bởi vì không ăn thì cũng không chịu được. Thế nhưng mà hôm nay để xem là các bạn thanh niên của Châu Thành ở đây xem các bạn làm nào. Đây lửa đây rồi, nổi lửa lên em đây rồi. Mọi người chuẩn bị quá kỹ càng, đây không phải là sinh tồn nữa. Quá kỹ càng. Trời ơi, ngô nương như thế này này. Đấy, bắp nương ngô nương này này. Đấy, các bạn thấy không? Tên là Nhàn à? Vâng. À, thế Nhàn có hay vào trong cái khu vực Thác Tiên này để cắm trại vui chơi cùng bạn bè như thế này không? Dạ có ạ. À, đây có đây cái truyền thuyết gì hay ho không kể cho khán giả nghe nào? Truyền thuyết thì em không biết nhưng mà nói chung là ở đây em thấy một là cảnh đẹp, còn hai là mát nữa vào mùa hè ạ. À, nhưng mà hôm nay là trời cũng rất là lạnh nên bọn em mặc này bọn em không sợ lạnh à? Bọn em đang đi tắm hay anh. Sao hay sao? Bất chấp anh. Bất chấp luôn à? Vâng. À thế à? Ok. Khách du lịch người ta có hay vào trong này để tham gia vào các cái trải nghiệm với cắm trại với cả picnic như thế này không? Dạ có anh ạ. Dạ thỉnh thoảng cũng có khách đến. Mùa nào thì sẽ là mùa mà hợp lý nhất để cho du khách có thể đến đây trải nghiệm được cái vẻ đẹp nhất của Thác Tiên? Dạ mùa hè anh ạ. Mùa hè à? Dạ, mùa hè. À, thế chứng tỏ là mình đi hơi sớm. Dạ dạ. Đúng không? Nhưng mà vẫn rất là tuyệt vời, bởi vì anh nghĩ rằng là lửa củi mà nấu vào cái mùa lạnh thì nó sẽ có giá trị hơn là mùa hè. Dạ, chứ bây giờ mùa hè mà đốt một đống lửa to như này các bạn thử tưởng tượng xem, nó nóng thì thôi rồi chứ còn gì nữa đúng không? Nên là nói thật sự với các bạn là Thác Tiên thì nói vậy thôi chứ đến vào mùa nào cũng đẹp. Quan trọng là chúng ta trải nghiệm như thế nào và trải nghiệm với ai. Như hôm nay là tôi đang rất là vui và rất là vinh dự khi mà có rất nhiều các nam thanh nữ tú ở cái khu vực lân cận ở xung quanh đây tham gia và trải nghiệm cùng tôi ở trong này. Và mình được mời tham gia một bữa tiệc gọi là barbecue kiểu núi rừng của người đồng bào dân tộc Thái ở Quỳ Hợp này thì quá tuyệt vời rồi. Tiến về phía gần hơn với cả khu vực Thác Tiên này để cho các bạn xem. Các bạn nam thanh nữ tú thì đang lên trên kia để chụp ảnh sống ảo rồi. Mình nghĩ ở trên đấy sẽ là một cái điểm mà rất nhiều các bạn mà mong muốn được nhìn thấy nó để tạo thêm cho chúng ta có những cái động lực để chúng ta đến với Thác Tiên này. Đó. Ở đây thì có cái thang nên là sẽ rất là dễ dàng để chúng ta di chuyển lên trên này. Nào đi lên đây đi, đi lên đây. Nào. Đây, lại cầm cho bạn đấy. Đang hỗ trợ mình để mình quay những hình ảnh này dành cho các bạn xem. Để các bạn biết rằng là nếu chúng ta đến Thác Tiên thì chúng ta sẽ có trải nghiệm như thế nào. Đây. Đây, chúng ta lại gần hơn với thác đi. Em kéo anh lên. Anh lên đây, anh bước lên đây, em kéo anh lên. À. Nào. Thưa các bạn, là lên đến đây rồi thì chúng ta mới thấy rằng là ở khu vực thác đây thì nó đẹp hơn rất là nhiều so với ở phía bên dưới. Quá đẹp các bạn ạ. Mình nghĩ là vào mùa hè quay trở lại đây thì quá tuyệt vời. Đây chính là một cái hồ bơi rất lý tưởng luôn. Với một cái nội dung ngày hôm nay, tôi đã có một cái chuyến trải nghiệm quá tuyệt vời ở huyện Quỳ Hợp của tỉnh Nghệ An. Và đó cũng là một cái gợi ý để cho tất cả các bạn, khi nào mà có thời gian các bạn hãy xách ba lô lên trải nghiệm những cái con thác gành tuyệt vời ở đây. Thiên nhiên rất là ưu đãi cho cái mảnh đất này.
chắc chắn các bạn cũng sẽ được những người đồng bào ở đây đón tiếp bạn linh đình thịnh soạn, giống như là tôi đang có một cái chuyến trải nghiệm rất là bất ngờ như thế này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Uầy, đây. Mà lấy chai nước lại đây. Sáng tạo chưa? Chai đồ rượu. Cảm ơn tất cả mọi người đã chuẩn bị quá chu đáo để có được một cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Ok, nào mời các bạn ngon miệng cùng anh em chúng tôi nhá.